Khoan đã anh em ơi, đó thì anh em cho mình xin phút nha. Thì anh em coi đây mình thấy hay thì giúp mình một nút like nè. Đó, thì chỉ cần một nút like thôi thì phải nói rằng là có rất nhiều động lực dành cho mình rồi. Và anh em nhớ bật chuông thông báo lên đón xem video sớm nhất khi mình nói ra video nha anh em ơi. Và anh em nào mà yêu quý mình hơn nữa thì giúp mình một nút chia sẻ đến bạn bè các bạn nha các bạn ơi. Thì cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Hello, xin chào các bạn quay trở lại video của mình. Thì hôm nay mình làm về Glen nha mọi người. Thì mình sẽ làm thêm cái bộ đồ mới nữa cho anh em coi. Nói chung thì mình sẽ test lần lượt từng bộ đồ mà dạng làm loại mới nhất để cho anh em có thể sàng lọc ra được rằng là cái bộ đồ nào anh em cảm thấy nó thích hợp cho bản thân. Thì anh em có thể dùng bộ đồ đó vào đánh trong ranh nha anh em ơi. Thì bộ đồ này có vẻ nhìn ở bên ngoài thì khá là chôn, nhưng mà anh em yên tâm đi, thì mình bảo đảm với anh em là lúc mà vào đánh thì mình nghĩ nó không chôn mấy đâu. Thì bộ đồ hôm nay sẽ có một chút gọi là thay đổi chút xíu nha. Ở thì anh em muốn biết thay đổi như thế nào thì nhớ đón xem hết video này nha. Thì cụ thể mới thay đổi như thế nào thì mình sẽ lên món thứ tư á. Thường thường thì chắc chắn anh em biết là món thứ tư sẽ là thương xuyên phá, nhưng mà không nha anh em ơi. À, bây giờ món thứ tư mình sẽ đổi sang là cái kiếm mà cái kiếm điện em ơi. Đó, là mình đổi sang gươm sấm sét nha. Đó. Đổi qua cái món của theo anh á anh em. Đấy, đánh cho coi như thế nào. Và cái món thứ năm là mình sẽ chơi là cái như là kiếm hút máu anh em ơi, đúng rồi. À, quỷ kiếm, đúng rồi. Mình lên là quỷ kiếm nha anh em. Đấy, còn món cuối cùng là sẽ lên là cái năm nha. Đó, để cho anh em coi coi cái bộ đồ này là nó sẽ mạnh như thế nào khi mà anh em áp dụng vào trong đây nha. Thì mình không dám nghĩ trước là nó có mạnh hay không, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ mạnh thôi anh em. Tại vì Dương Thánh Xét với lại quỷ kiếm thì cũng là hai món đồ cũng khá là mạnh. Một cái là cũng có đam anh em, có tốc độ đánh. Một cái thì cũng có cộng hút máu nữa. Anh em nào mà hết máu thì phải nói rằng là về cái khả năng mà vô rừng hồi phục bằng quỷ kiếm thì quá tuyệt vời luôn anh em. Anh em không sợ và thiếu máu nha. Thì mình sẽ test thử cho anh em. Anh em cảm thấy mà bộ đồ này mà nó hay, nó mạnh mà nó thú vị thì anh em nhớ giúp mình một nút đăng ký kênh và một nút like nha anh em ơi. Thì cảm ơn anh em rất nhiều. Đây là chết Omen ơi. Ui pha này tiếc quá. Ông Murat không bộc phá nhưng mà ông vẫn ăn được anh em ơi. Tuy là thiếu đam chút xíu anh em, tại vì thằng Omen nó bực chiêu 2 lên nên nó khá là trâu. Xui sao thì ông Murat ông đánh thường thì cái đòn đánh cuối ông vẫn đủ đam để ông kết thúc anh em. Còn mình thì khá là đen, không thể nào mà giết chết được, không thôi thì cái mạng đầu tiên sẽ là của mình rồi. Rồng nè anh em ơi, pha này thì mình nghĩ nên tập trung ở rồng nha, tại vì team bạn thì mình dám chắc là chắc chắn sẽ ra đây ăn con rồng anh em ơi. Mình đứng đây mình cầm chứ nha. Ui pha này ông mua đá mà lên rồng là đẹp rồi, ông không lên anh em ơi, khá đáng tiếc. Từ từ, không biết có nên vào không ta, thì team hết rồi. Đây nè, đây trực thăng rồng anh em ơi. Ôi trời ơi, mình trực phạt xịt rồi kìa, pha này thiếu một tí đam anh em. Ôi trời, thôi thôi xong bạn ơi. Thôi xong bạn Varet rồi, chạy đâu bạn ơi. Đây nè, một mạng dành cho mình đầu tiên. Ui, ông ra nè, ông đầy lính ông nhanh, ông về anh em ơi. Pha này mà ông lại chỉ cần khoảng 2 giây nữa thôi thì mình sẽ lượm được cái mạng của ra rồi anh em, khá tiếc. Thì cái đùa hôm qua mình làm cho em coi á, anh em thấy không? Anh em có test thử chưa? Thì anh em nào đã test, đã từng test những bộ đồ mình làm rồi á thì nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết được đánh giá là nó có mạnh hay không nha anh em ơi. Thì bộ đồ ngày hôm nay mình ra thì anh em nào mà có nhã hứng á và test thì anh em cứ cầm vào ranh mà anh em test đi. Anh em đừng ngại, tại vì anh em đánh thì cứ là nó cho vui mà, nhưng mà anh em vẫn bảo đảm được rằng là trận đấu này nó win là được rồi. Thì anh em sẽ không bị bay khoảng 7-80 tính nha. Còn nếu như trường hợp mà anh em mà đánh mà bị phế và còn lên đồ chôn nữa thì về hành vi gọi là phá game thì uy tín của anh em sẽ có thể trừ tới 10-12 nha anh em ơi. Nói chung thì tùy cái tình trạng nha. Đây nè, lụm nè. Đấy, lụm anh em ơi, đây ngon. Cái mạng của Red là của mình, quá thơm anh em ơi. Xin mạng của men luôn đi bạn ơi. Chạy đâu nữa, cho mình xin luôn đi. Đấy, vậy đi cho nó tròn vẹn anh em. Vậy là một pha đúp bực kia cho mình nha. Về đi ra ơi, pha này là 3-2 nha. Đừng đùa nha bạn ơi. 3-1 chú ơi anh em ơi. Chưa gì mà team mình đã đầu game lụm 5 mạng anh em. À, nắp bụi à. Ôi trời ơi, ông nội này thôi xong, đánh thường một phát kìa anh em nhìn kìa. Nội chiến mạng ra tới 780. Rút cuộc sao ông chết bởi cái đòn đánh thừa anh em ơi. Nói chung thì ông ra nắp bụi thì mình đã thấy từ đầu rồi. Nói chung thì không có gì mà để nói. Mình nghĩ là ông đợi mình đi qua và ông sẽ dùng mình ti, mình ổng ủi mình vào chủ á. Nhưng mình đứng mình đợi ti anh em ơi. Đứng đợi ti một cách chích bá rất kỹ nha. Đây chết đây là đẩy một mạng. Bắt thằng Wall luôn anh em ơi. Lụm luôn có thế là được lụm luôn nè bạn ơi. Ra đếm solo không? Ui pha này Vares mà dám gõ ti mình là solo thì mình lụm liền anh em ơi. Không sợ đâu nè, chơi bạn ơi. Thôi sao bạn ơi. Ui chết rồi, mình sốc đam nhầm rồi anh em ơi.
pha này tự nhiên sóc đam trước mặt kìa, mình mà sóc đam sau lưng nữa thì đẹp. Nhưng mà pha này mình đứng trong trụ khá lâu thì cũng không an toàn anh em. Mình sợ là Vanessa nó còn anti. Đó, nó khắc chế ngược mình. À, từ này mới đứt bụi không bạn ơi? Mới đứt bụi không? Ui, không đứt bụi à, tiếc thế. Pha này cứ tưởng ông Vanessa giống như những ông khác mà đứt bụi ở pha đó thì có vẻ là mình sẽ ăn thêm một mạng nữa anh em. Mà ăn xanh quá thì mình sợ thành tên bạn kiểu như là không kịp để lên bù đồ anh em ơi. Thì mỗi trận đấu á mà anh em mà xanh nhanh quá thì tên bên kia họ không thể nào mà chơi được anh em. Với lại bù đồ anh em đề ra thực hiện thì cũng khó lên. Nói chung thì mình đề ra trước, nhưng mà mình sẽ lên được bao nhiêu món mình sẽ lên nha anh em ơi. Mình sẽ cố gắng lên nhiều, càng nhiều món càng tốt nha anh em ơi. Tránh cái tình trạng là chưa full đồ mà tên bạn đã thua rồi thì thực sự là không hay mấy nè. Đó thì không thể nào mà cho anh em thấy được cái sức mạnh của bù đồ nha. Ôi trời ơi, bắn xì từ kìa, pha này bắn dính thì có vẻ là ngon rồi. Pha này mình nghĩ là nên bắn thẳng vào trụ luôn nè. Bắn thẳng vào trụ luôn là lụm. Tại vì đa số bên kia là những con tướng gọi là đòn đánh tâm mà anh em. Đó, làm gì có từ xa mà như mấy con AD mà bắn ở ngoài trụ được. Cứ bắn trong trụ luôn anh em, là kiểu gì cũng dính nha. Chạy đâu qua, ui, xeo nát chạy nhanh quá anh em ơi. Công nhận là thấy, chứ cần thấy một cái bóng của William thôi thì cấm đầu cấm cổ chạy điên luôn em. Thì William tướng sát thủ thì nói thật là khá là mạnh, và đặc biệt là cái mùa này nữa thì vẫn như cũ thôi anh em ơi, cũng rất là mạnh, không bao giờ phế được nha anh em. Thực sự rằng anh em nào mà chơi tốt con William này thì có thể leo rank một cách rất là đơn giản thôi anh em ơi. Thì mình dám đảm bảo với anh em á, con len này thì anh em có thể chơi mà tốt nha. Mà anh em muốn chơi tốt thì anh em phải theo dõi kinh mình nha anh em ơi. Đó thì anh em có thể chơi tốt con này á, anh em có thể leo những mức rank tầm cỡ như là cao thủ 36 độ xuống một cách rất là đơn giản anh em. Tại vì mùa trước mình đã lên được cao thủ tầm 35 sao rồi anh em ơi. Nên mình khá là tự tin về cái con len này là anh em có thể leo được cao thủ 30 sao một cách rất là bình thường thôi. Không thể nào mà anh em leo khó đâu anh em ơi. Chỉ có khó là ở chiến tướng thôi. Chiến tướng thì anh em cần kinh nghiệm nhiều nhá. Đây là lớn từ chạy anh em ơi. Nó bắn từ đấy biết ngay mà thấy không? Mình đọc trong suy nghĩ của những cái con AD này mà. Anh em thấy không? Không hề diễn nha anh em. Pha này là mình biết trước là kiểu gì thằng Theonat nó cũng bắn anti để cho mình ăn choáng và nó chạy. Thì thành ra là mình mới lộn anti qua bên tay phải anh em ơi. Thì nó bắn xịt nha. À, anh em đánh William á thì anh em nên gọi là linh hoạt trong mọi tình huống anh em. Đấy, anh em dùng chiêu từ từ thôi, anh em đừng có gấp gáp quá. Ủa gì bạn ơi, này này, à rồi thôi xong thằng voi. Thằng voi nó giả sao, rốt cuộc nó bị ăn sức của Alistair luôn anh em. Riêng về cái sức của Alistair và Rum nha anh em là không bao giờ mà giải được nha. Chỉ có một con duy nhất có thể làm được điều đó là con Zip. Hình như là con Zip có khả năng là hút, hình như là mất cái tiền của Rum với mất cái tiền của Alistair không sao á. Mình cũng không có dám chắc nữa anh em ơi. Nhưng mà như là được nha. Thì bạn nào biết được rằng là có được hay không thì nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nha anh em ơi. Tại vì cũng có nhiều điều mình cũng chưa biết lắm. Ôi từ anh em ơi, để mình ăn bùa đỏ nữa nè. Mình ăn bùa đỏ xong rồi mình sẽ tranh thủ ăn con Sisa nha anh em. Nói chung thì ép tên bạn được bao nhiêu thì bấy nhiêu anh em. Tránh cái tình trạng là thuộc dạng là anh em ép quá nhanh thì nó cũng hơi nhàm anh em. À, mình thấy thằng Ra trong bụi nha anh em ơi. Tại mày nấp cái gì hả mày? Nấp hả mày? Pha này ông Ra ông nấp anh em ơi. Pha này mình thấy rồi, ông định bắt Murat. Anh em nào mà để ý cái map nhỏ thì chắc chắn anh em sẽ thấy được cái điều mình thấy. Và còn anh em nào mà không để ý thì chắc chắn sẽ kêu pha này, à thằng William này chắc chắn là hack map. Nhưng mà thực ra không phải anh em. Mình thấy từ cái lúc bật kia rồi đây lên được cái chiến địa này anh em ơi. À vậy mình xem xét trước đây là lần nào đấy một mạng đầu tiên dành cho mình nữa. Đây anh em ơi, thêm nè, thêm một mạng nè. Rồi ôi, hai mạng luôn anh em ơi. Quá ngon này phải không? Tao cũng đánh cái gương xét này anh em không nên coi thường nha. Đánh thường phải nói rằng là ối vô luôn anh em ơi. Đây là chết bạn ơi. Cho thôi xong về mạng bốc hơi rồi. Ủa pha kia mình mà đánh trúng mà đẹp rồi. Pha kia mình mà sắp chết thì biết đâu được là được qua ra kill anh em. Thì trước đó mình đang dùng double kill rồi. Còn ông Châu Na với ông Vares ra khá là trễ. Với lại một phần là team mình ăn hết hai mạng rồi anh em ơi, khá là tiếc. Chứ phần mình qua ra kill được là quá đẹp luôn. Đổi anh em thấy không? Trời ơi, gương xét này là vừa có đam phép mà vừa có đam vật lý nha anh em. Em nhìn kìa. Cái đam mà màu nổ ra màu tím anh em là đam phép nha. Còn riêng mà màu đỏ là đam vật lý nha anh em ơi. Anh em thấy không? Nó nổ ra như thế thì chứng tỏ là cái gương này nó cũng thích hợp với những cái con tướng mà như Gulen nha. Chứ không phải là không thích hợp nha anh em. Đây, từ từ thằng ra anh em ơi. Mình mẹ bắt ra cho anh coi nha. Có ra bạn ơi, thôi rồi bỏ đây mình. Thấy thằng Omen rồi anh em. Pha này mà vô bắt ông ra thì chắc bị ăn sức của Omen. Thì kiểu gì cũng bị ăn cái mạng shutdown anh em. Nên cái mạng shutdown này không thể nào mà để cho Omen ăn nha. Khá tiếc á.
Omen mà ăn lên thì nó xanh thì có khả năng là nó sẽ tăng cơ cả đoàn luôn em. Đây mình đã lên được quỷ kiếm nha. Thế là mình lên được 5 món rồi. Thì những món đồ này thì cái giá tiền nó khá là rẻ anh em, nên em lên đồ thì sẽ rất là nhanh. Còn anh em lên đồ chính phái thì nó cũng rất là lâu anh em ơi, tại vì đồ chính phái đa số là mắc. Và lại bây giờ mình đang lên cái nanh 29 nữa anh em. Nhưng mà mình nghĩ là lên nanh hay không lên nanh thì nó cũng vậy anh em. Nhưng mà lên nanh được á thì cái sức mạnh nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều khi mà anh em không lên nanh nha. Nhưng mà lúc mà anh em đồ như thế đã đủ rồi á thì mình sẽ test đam cho anh em coi nha. Đây thằng Ra đầu tiên nha anh em ơi. Thằng Ra hiện tại đang chắc còn 50% máu, đầy hơn 50 anh em ơi, đầy sắp đam nè. Bốc hơi luôn anh em ơi. Và nói rằng là riêng về 50 sắp thương. Ôi trời, chơi luôn anh em ơi. Pha này lỡ pha rồi. Đánh luôn nè, trời ơi, đây đánh thằng lạnh kìa anh em. Từ quay lại luôn nè. Trời ơi, pha này ăn vẫn được anh em ơi. Pha này nói chung là mình lộn ngược lại, mình trả đam nha. Thường thường thì pha này thì anh em nào mà chơi ít á thì có thể gọi là chạy luôn. Còn riêng về bản thân mình thì lao lên rồi mình chơi luôn nha anh em ơi, khổ máu nha. Sau khi video mình thấy kết thúc rồi anh em coi video thứ hai đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên đón xem video sớm nhất đến từ mình nha anh em ơi. Thì cảm ơn anh em rất là nhiều, bye bye và hẹn gặp lại anh em vào ngày mai nhé. The cleansing stuff.